tôi rất là không thích khi mọi người luôn luôn nghĩ là những người đẹp, những người có số đo ba vòng chuẩn là những người không có não. Tại vì thực tế chúng ta thấy rất là nhiều cô rất là xinh đẹp mà người ta vẫn thành đạt cái thế. Đầu tiên á, cái vấn đề đầu tiên là khi mà nói tới ngực thì Oli chia sẻ thật tình là có thể một số người chưa biết là cái cấu trúc xương của Oli rất là nhỏ và ngực nó chỉ lớn với cấu trúc xương của Oli thôi. Còn nếu mà để cái số đo đó đặt lên một cái người đẩy đà thì số đo không là gì hết. Cái điều thứ hai là Oli rất là không thích khi mọi người luôn luôn nghĩ là những người đẹp, những người có số đo ba vòng chuẩn là những người không có não. Tại vì thực tế chúng ta thấy rất là nhiều cô rất là xinh đẹp mà người ta vẫn thành đạt cái thôi. Cho nên là từ từ mọi người chắc là sẽ cần nhiều thời gian hơn và nhiều nhân chứng sống hơn để mọi người nhận ra điều đó. Nhưng mà bạn theo Ellie rất là muốn nỗ lực để trở thành một trong những chứng sống đó. Có nghĩa là Ellie rất là muốn mình sẽ được là một trong những nhân chứng sống để chứng minh cho mọi người thấy là không phải những cái cô gái xinh đẹp, không phải là những cái cô gái có số đo ba vòng chuẩn đều là những cái cô gái không có não. Thật ra là như vậy, cái tính của Ellie thì trước giờ khi mà mình làm cái điều gì hoặc là mình đặt cái mục tiêu gì thì mình sẽ không có hô hoáng lên là mọi người ơi tôi sẽ làm cái này nha, tôi sẽ đi tới kia nha. Mà Ellie cũng rất là thầm lặng lẽ tới mức mà mọi người tưởng thời gian qua Ellie không hoạt động, nhưng thật ra mình vẫn làm. Có nghĩa là mỗi ngày Ellie sẽ đều hoàn thiện bản thân mình và để mọi người sẽ thấy đến một giây phút nào đó thì cuối cùng người ta cũng sẽ thấy là mình thật sự là một người có não chứ không phải là không có não. Đâu có lo gì đâu mà phải vội. Ở cái tuổi của Ellie rồi thì hơi bị sai trái, hơi ngược lại chút xíu. Thay vì hồi xưa đó là mọi người học xong rồi mọi người mới bước ra, Ellie cảm thấy là mình hơi ngược xíu, mình bước ra ngoài rồi thì bây giờ mình mới thấy xong hết rồi mình mới dòng là mình đi học. Ở cho nên đó là lý do, một trong những cái lý do mà Ellie nhận lời làm host của Nói Đi Ngại Gì. Tại vì bây giờ Ellie cảm thấy muốn đi nhiều hơn, muốn gặp nhiều người hơn, muốn học hỏi nhiều hơn và muốn nghe nhiều câu chuyện hơn. Và không có gì tốt bằng tôi ngồi ở đây làm host một chương trình và tôi lắng nghe câu chuyện thực tế của các anh chị em nghệ sĩ hết. Thực sự là Ellie nhìn thấy những cái bạn mà đồng cái tuổi của Ellie ở cái thời điểm đó đó, khi mà người ta gọi là những bạn hot girl thì khi mà trả lời phỏng vấn thì các bạn cũng nói là các bạn không muốn gắn cái mác hot girl nữa và các bạn muốn được gọi một cái danh xưng khác. Nhưng mà bản thân Ellie á, cái thời điểm này, ở cái tuổi này và đã sinh xong hết các thứ rồi mà còn được gọi hot girl nên Ellie cảm thấy đó là một cái điều rất là đáng mừng. Và nếu ai gọi tôi là hot girl thời điểm này tôi sẽ rất là cảm ơn người đó. Tại vì đối với Ellie đó là một lời khen. Đó là một lời khen, đầu tiên là một lời khen. Còn xung quanh thì mình hạ hồi phân tích. Nhưng mà trước tiên á, là sẽ cảm ơn người đó là đã khen mình ở tuổi này vẫn còn được gọi là hot girl. Không biết làm như Ellie hợp sinh đẻ hay sao. Tại vì á, hồi lúc mà mình còn trẻ rồi mình chưa sinh đẻ thì mình cảm thấy mình cũng là một cô gái kiểu dễ thương thôi chứ không được gọi là đẹp đâu. Nhưng mà xong thời điểm sau dạo này mình cảm thấy mình cũng đẹp. Mình lại tự tin, thế là mình ok hẹn mọi người đi chụp nhiều hơn. Tại vì sau này lỡ không còn được vậy nữa thì đem ra nhìn lại thấy cũng sướng mà phải không? Hồi bây giờ là Ellie siêng chụp hình hơn là tại vì Ellie cảm thấy thời điểm này mình đẹp. Còn hồi trước mình không có cảm thấy mình đẹp cho nên mình ít chụp. Chứ không phải là bởi vì một con hay hai con. Còn cái tư duy của Ellie là đã là một người phụ nữ thì cái chữ mà gợi cảm nó sẽ đi liền suốt cuộc đời mình. Nhưng mà nó ở mỗi cái lứa tuổi nó sẽ chia ra chặng đường khác nhau. Giống như ở thời điểm này Ellie cảm thấy cao dài thì thực sự rất là gợi cảm, mọi người không nhận không? Thì có thể là sau 40 mình sẽ nhìn nhận gợi cảm ở một cái cách khác nhau, nhưng mà sẽ không bao giờ thoát ra được giữa gợi cảm phụ nữ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.